Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Choáng, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình bị lộ tấm bằng tiến sĩ giấy, ông Tổng cố tình lơ hay sao? Ông Nguyễn Hòa Bình hiện nay là chánh án Tòa án Nhân dân tối cao của Việt Nam, có bằng vị tiến sĩ luật và có học hàm phó giáo sư, mặc dù ông này không hề làm thầy giáo. Ở cái học hàm phó giáo sư nói lên một dạng háo danh được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn của nhà nước. Nói chung, tấm bằng phó giáo sư trao cho Nguyễn Hòa Bình là trao không đúng người. Như bản tin của tờ Thời báo .d đã đưa tin về trường hợp ông Nguyễn Hòa Bình đã đệ trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội là phát hình trực tiếp phiên tòa có thể bị phạt 30 triệu đồng. Đây là cách làm luật với dụng ý che đậy những hành động trà đạp trên pháp luật, mong chánh án Tòa án Nhân dân tối cao không muốn bị phơi ra cho bàn dân thiên hạ chứng kiến. Đây là hình ảnh đề xuất của Tòa án Nhân dân tối cao. Ngay sau khi ông Nguyễn Hòa Bình có đề xuất cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thì phía các chuyên gia cho rằng dự thảo xử phạt nhà báo ghi âm tại phiên tòa mâu thuẫn với luật. Các chuyên gia cho biết dự thảo pháp lệnh xử phạt các nhà báo ghi âm ghi hình phiên tòa khi không được chủ tọa đồng ý còn mâu thuẫn với nhiều điều luật, dễ sai phạm. Được biết, việc ghi âm ghi hình tại phiên tòa còn là quyền của nhà báo trong hoạt động nghiệp vụ báo chí tại các phiên tòa xét xử công khai được quy định tại Điều 9, Điều 25 của Luật Báo chí. Mà Luật Báo chí thì có giá trị pháp lý cao nhất về điều chỉnh về vấn đề hoạt động báo chí. Ngoài ra, không phải lúc nào nhà báo ghi âm, ghi hình tại phiên tòa cũng đưa lên các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng, mà nó còn có thể lưu trữ, chứng cứ để diễn biến thực tế sau này. Từ đó, nhà báo chứng minh đã đưa tin đúng sự thật để bảo vệ mình khi cần thiết. Nếu buộc nhà báo phải có sự đồng ý của những người tiến hành tố tụng hoặc người tham gia tố tụng trước khi thực hiện việc ghi âm, ghi hình tại phiên tòa dân sự, hành chính, nhất là các phiên tòa đông người, bằng cách hỏi từng người là không khả thi, mất rất nhiều thời gian và phiền toái. Thể hiện quan điểm, ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban dân nguyện của Quốc hội thì cho rằng đối với những phiên tòa liên quan đến bí mật quốc gia, bí mật quân sự hay án xâm hại tình dục v.v. thì mới cần hạn chế ghi âm, ghi hình. Còn với những phiên tòa công khai, nhà báo được quyền tác nghiệp đúng theo luật báo chí. Qua đó tuyên truyền pháp luật, giáo dục, răn đe, ngăn ngừa tội phạm. Hay có những phiên tòa, hội đồng xét xử, công tâm, khách quan, tìm ra được sự thật của vụ án, xử đúng người, đúng tội, không gây oan sai, v.v. thì cần phải nhân rộng. Đối với những vụ án mà tòa làm chưa tốt thì cũng cần phải phản ánh để tòa cấp trên xem xét lại. Đây là hình ảnh đề xuất bị chuyên gia chỉ ra lỗ hổng của luật. Ngay cả giai đoạn điều tra vẫn để xảy ra tình trạng bức cung, dùng nhục hình nhưng đâu phải lúc nào bị can, bị cáo cũng có chứng cứ, chứng minh. Khi đưa ra tòa xét xử công khai mà nhà báo không được hội đồng xét xử cho ghi âm, ghi hình thì lấy đâu ra chứng cứ để chứng minh bài viết đưa ra công luận đúng với sự thật, ông Nhưỡng đã nói. Đấy là những chuyên gia đã lên tiếng, không biết tại Tòa án Nhân dân tối cao, ông Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo thuộc hạ như thế nào mà để có những đề xuất trái luật như vậy. Ông Nguyễn Hòa Bình hoạt động trong ngành luật thì lẽ ra ông phải hiểu luật, chứ tại sao lại đưa ra một đề xuất trái luật đến như thế. Có nhiều khán giả giấu tên đã cho biết rằng họ đánh giá ông Nguyễn Hòa Bình là một người mù về luật, bởi họ cho rằng với hành động dùng bằng chứng ngụy tạo được mua ngoài chợ về để ép chết Hồ Duy Hải là bằng chứng cho thấy ông này thiếu kiến thức về luật pháp rất nghiêm trọng, và họ nghi tấm bằng tiến sĩ của Nguyễn Hòa Bình là bằng giả. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình bị nghi ngờ là tiến sĩ giấy. Lâu nay, truyền thông vẫn cho rằng ông Nguyễn Hòa Bình trà đạp lên luật pháp là ý đồ chính trị. Tuy nhiên, có ý kiến bạn đọc lại cho rằng trình độ của Nguyễn Hòa Bình là con số, không qua những sâu chuỗi. Đây cũng là một ý kiến rất có lý. Ông Tổng Trọng cũng cần phải xem xét nguồn gốc tấm bằng tiến sĩ luật của ông Nguyễn Hòa Bình. Nếu không, thì ông này sẽ tiếp tục làm oan không biết bao nhiêu thường dân vô tội nữa. Ông Tổng có thấy hay không? Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Phu nhân Chủ tịch đang bị vây, liệu bà Thu có thoát hay không? Cho đến nay, vụ án Việt Á liên quan đến bà Nguyệt Thu, vợ ông Chủ tịch nước, đang đút ngần kéo. Kể như vụ này đã tạm lắng, tuy nhiên, ông Chủ tịch Phúc làm chính trị đã lâu,
đâu thể nào phu nhân của ông chỉ dính đến vụ Việt Á thôi hay sao? Trước đây, ông Chủ tịch Phúc làm thủ tướng, quyền lực bao trùm, ém vụ án trường tiểu học Gateway gây chết người một cách rất dễ dàng, thì ông cũng có thể ém vụ khác một cách dễ dàng như vậy. Hầu hết những gói thầu và nguồn vốn nhà nước ông Thủ phải ưu tiên cho người nhà thì đấy mới gọi là làm quan, cả họ được nhờ. Nhiều nguồn tin cho biết nguyên nhân phu nhân của ông Chủ tịch nước bị lộ do vụ Việt Á là vì ông Chủ tịch Phúc không giữ lại được chiếc ghế thủ tướng trước đó. Quyền lực giảm thì khả năng bảo vệ cho tài sản sau đó cũng giảm đi rất nhiều. Nếu ông Thủ không phải là nhân vật trong tứ trụ thì rất có thể gia đình ông đã đi cả gốc rễ chứ không phải là chuyện đùa trong vấn đề này. Đây là hình ảnh bà Trần Thị Nguyệt Thu và chồng. Có nhiều người đánh giá những gì liên quan đến bà Thu hiện nay chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Ông Chủ tịch Phúc ém hết cũng khó bởi những tiêu cực cứ hàng ngày tồn tại như muốn trêu ngươi mọi người vậy. Hiện ông Chủ tịch Phúc đã giảm quyền lực rất nhiều so với 5 năm trước đây. Tuy nhiên uy của ông vẫn còn chứ không hẳn là đã hết. Ông Chủ tịch nước hiện nay là đại biểu Quốc hội đại diện cho đơn vị thành phố Hồ Chí Minh. Vì thế ông có thời gian hơn làm việc với lãnh đạo thành phố này để ém đi những sai phạm của dự án mà có bóng dáng bàn tay của bà Nguyệt Thu. Đấy là thuận tiện. Tuy nhiên mới đây ông Nguyễn Văn Nên đã nghe lời ông Tổng thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng ở thành phố Hồ Chí Minh do chính ông Nên làm trưởng ban. Xem như sân sau của ông Chủ tịch Phúc đang bị đe dọa hơn bao giờ hết. Ông Nên sẽ khó nương tay với những sai phạm bởi phía trên ông Nên có ông Tổng ngồi giám sát. Ông Nên mới manh nha lập ban thì đó có hàng loạt cán bộ quan chức thì nhau tháo chạy. Tính ra có đến 6.000 người. Một không khí ngột ngạt bao trùm chính quyền thành phố Hồ Chí Minh bởi người ta kháo nhau rằng ban mà ông Nên lập ra chính là một nhóm thợ săn. Săn mồi để làm bàn đạp tiến thần. Săn mồi càng khủng thì thành tích sẽ càng nổi bật. Đây là hình ảnh sản phẩm đầu tay của nhóm thợ săn do ông Nên đứng đầu. Sau khi ông Nên lập băng đảng săn mồi chưa được bao lâu thì ông đã săn được một số nạn nhân đầu tay. Đó là hàng loạt đảng viên liên quan đến vụ Việt Á được xem đưa ra xử lý. Kiểu này ông Nên đang làm cho nhiều quan chức ở thành phố Hồ Chí Minh lỡ dính chàm phải xanh mặt vì sợ. Như Thời báo .d đã đưa tin, hồ sơ liên quan đến bà Nguyệt Thu đã được đút ngăn kéo. Tuy vậy, nếu áp lực từ cơ sở cứ ngày một mạnh dần lên thì có thể tới lúc ông Tô Lâm bị buộc phải kéo ngăn kéo ra để tiếp tục điều tra. Khi đó, bà Nguyệt Thu lại trở thành gánh nặng cho ông Chủ tịch. Không thể nói trước được điều gì khi mà vụ án Việt Á cứ ngày một bị thổi bùng lên và mỗi lần như thế nó lại cuốn theo không biết bao nhiêu quan chức của đảng. Ông Nguyễn Văn Nên thì thành lập băng săn mồi đang truy lùng giáo giết những sai phạm của các dự án nghi ngờ tiêu cực. Một trong các dự án là phế tích của một dự án thất bại đang ngày một làm dân thành phố khốn khổ từ năm này sang năm khác. Đó là dự án chống ngập trị giá hàng chục ngàn tỷ đồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này là dự án đề xuất và đã được thực hiện từ lâu nhưng không đem lại giá trị gì. Nó giống như bộ kit xét nghiệm Việt Á, đều là vụ dự án dởm nhưng hút tiền thật từ ngân sách và trong đó đang có bóng dáng của bà Nguyệt Thu. Vấn đề là bao giờ thì ông Nguyễn Văn Nên cho khui ra dự án này đây? Đây là hình ảnh dự án được cho là có dính đến bà Nguyệt Thu. Hiện nay, Ban Phòng chống tham nhũng của Nguyễn Văn Nên là mối đe dọa thường trực đối với việc làm ăn mờ ám của bà Nguyệt Thu. Không biết bà Thu sẽ cậy chồng ra sao, liệu có bị làm lớn chuyện hay không thì còn phải đợi, bởi chuyện đấu đá phải đến hết cách cứu chữa thì mới bùng ra ngoài được. Chúng ta hãy cùng chờ xem.